Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Trường Nụ chúng em. Hôm nay bên cơ sở Trường Nụ chúng em xin giới thiệu đến các bác về một bộ trường kỷ Ngũ Sơn. Bộ này gồm có 3 món, 2 băng dài và một bàn ạ. Vừa được cơ sở em vừa hoàn thiện xong. Hôm nay em sẽ quay cho các bác cùng được tham khảo về bộ trường kỷ này. Và cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng 0912 862 834 ạ. Bây giờ vào clip em xin đo về cái thông số này cho các bác cùng được tham khảo về cái bộ bàn ghế này. Trước tiên xin đo về cái mặt bàn. Bàn là chiều ngang 91 cm, chiều cao 81 cm và tổng chiều dài 191 cm và băng ghế dài luôn. Em bảo đó là băng ghế dài là 220 cm và chiều sâu 67 cm. Và tổng chiều cao 158 cm. Bộ này được chất liệu là gỗ vụ các bác nhá, hay còn gọi là gỗ mật cụ mật ạ. Đó, bây giờ các bác thể đến lại gần đây để xem chi tiết hơn về cái bộ trường kỷ Ngũ Sơn này của bên cơ sở Trường Nội chúng nhá, vừa mới hoàn thiện xong. Đó, bây giờ em sẽ quay cho các bác về một băng ghế dài này. Đó, một chiếc băng ghế dài tay đây các bác nhá. Và sẽ quay phần hông ngang cho các bác xem. Đây, phần tay đây. Tay là bản rộng 11,5 cm. Ốc thì các bác họ chê được cực kỳ đẹp ạ. Đó. Ốc xà cừ 7 màu cực kỳ nét luôn các bác nhá. Đó, phần tay đây. Những đường dây leo lên chi này và những góc này những đường oval. Chân được đục chạm đầu lân chân cá. Chân là 13 cm. Đó, 13 cm vuông. Khung là bản là 5x5 vuông, cực kỳ dày dặn luôn các bác nhá. Đó, hàng cỡ thường chỉ có bản nhân 4 cm thôi. Nếu mà bộ này là hàng cỡ đại, bản là 5 cm. Hàng cực kỳ là dày luôn. Ốc của bộ này các bác phải chê được hàng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Kết hợp đục chạm này. Trên này có một cái cúc này, dưới đây là cái mai hóa rồng này. Giữa là có hai con rơi trầu mặt trời. Và những cái cột đồ mai, đục bình mai này. Đó, cơ sở nó đục chạm và kết hợp với cả ốc xà cừ cực kỳ đẹp luôn. Bác nào muốn xem chi tiết hơn thì có thể đến tại cửa hàng của em. Có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và mặt đá các bác nhá, bộ này băng ghế dài nó được chia ra làm 3 ô, 3 ô đá cẩm thạch và kết hợp với cả các khung tranh của mặt đá này đều được cẩn ốc xà cừ hết ạ. Và bác nào xem video không rõ có thể liên hệ với cơ sở Trường Nụ chúng em qua số điện thoại Zalo 0912 862 834 ạ. Và đây mặt sau các bác nhá, mặt sau cũng như mặt trước luôn, đá cẩm thạch tự nhiên ạ. Những hình vân đá này, tượng chính những các đá này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Khung là cả những ô van và những đường dây neo này. Đó, chân đục chạm đầu lân chân cá và các phần liễu này, liễu cực kỳ là dày luôn các bác nhá. Đó, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó, hàng cỡ đại nên tất cả gỗ đều là phải dày ạ, tất cả mọi thứ đều dày luôn. Đều dày dặn các bác, rờ cực kỳ là vững chắc luôn. Bộ này gồm có 3 món ạ, 2 băng dài và một bàn. Hàng cỡ đại của hàng Ngũ Sơn. Đó, và đây em sẽ quay cho các bác về một chiếc băng, một chiếc bàn. Đó, bàn đây là mặt diện trước các bác nhá. Có bệ này, bệ yếm này đều được cẩn hết ạ. Bệ này, rượu này, ốc thì các bác khỏi chê được, cổ cái đều được cẩn hết ạ. Chân là 13 cm và đều được đục chạm này, đầu lân chân cá. Và mặt bàn này, mặt bàn góc thì cẩn những ô van và những đường dây neo, những cây đa, cây tùng và cây cúc ạ, đan xen nhau này cho một bàn mặt bàn này để sinh động hơn ạ. Bác là xem video không rõ liên hệ với cơ sở em ạ, em sẽ chụp hình lại chi tiết nhất và gửi cho các bác qua số điện thoại Zalo. Bác là xem video thấy hay thấy đẹp cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh để theo dõi về tất cả các sản phẩm mới của bên cơ sở Trường Nụ chúng em sẽ đăng trên đó. Đó, sản phẩm này hiện tại đang là sản phẩm VIP nhất của bên cơ sở Trường Nụ chúng em. Đó, bây giờ em sẽ quay tổng thể cho các bác về băng ghế dài này luôn. Em sẽ quay sang phần hông ngang cho các bác cùng được tham khảo về cái bộ bàn ghế này. Đó, như một bộ bàn ghế này bên cơ sở cũng xin báo giá xưởng cho các bác là giá là 145 triệu ạ. Bao ship vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Giá là 145 triệu ạ. Đều được cẩn tứ diện luôn. Đó, bột xung quanh đều được cẩn ạ. Đó, giá chỉ có 145 triệu. Bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở Trường Nụ chúng nhé. Và thấy hay tuyệt đẹp cho cơ sở một like cũng như một đăng ký kênh để theo dõi về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Trường Nụ chúng em sẽ đăng trên đó. Còn đồ gỗ Trường Nụ chúng em xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn ạ.